Sáng nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm 10 đối tượng trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự tại Ủy ban Nhân dân 2 xã Ea Tiêu và Ea Cà Tu, huyện Chư Quynh. Cũng trong đêm ngày 12 tháng 6 đã có 2 đối tượng ra đầu thú. Như vậy, tính đến 9 giờ sáng nay đã có 39 đối tượng bị bắt giữ. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trước đó, vào sáng sớm ngày 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Chư Quynh đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cà Tu, làm một số đồng chí công an xã hy sinh, cán bộ xã, người dân tử vong và bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên, giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Chư Quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với các cơ quan truyền thông, cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để bảo đảm thông tin đúng sự thật. Sáng qua, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại tỉnh Đắk Lắk. Các nơi thăm viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên 2 chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc, điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi. Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng. Cũng trong sáng qua, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 cán bộ chiến sĩ công an xã tại tỉnh Đắk Lắk hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa viếng, gửi lời chia buồn của Bộ trưởng đến gia đình, thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh. Đến thắp nén hương tưởng nhớ, thăm hỏi tại gia đình, thân nhân 4 cán bộ chiến sĩ, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vì sự bình yên cho nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình thân nhân 4 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chiến sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công. Trước những hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ công an xã, đồng chí Thứ trưởng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí, đồng thời trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân 100 triệu đồng một gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 648 QĐ-TTG cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk hy sinh ngày 11 tháng 6 năm 2023. Một liệt sĩ Hoàng Trung, thiếu tá công an nhân dân, cán bộ công an xã Ea Cà Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 2. Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, thiếu tá công an nhân dân, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 3. Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, đại úy công an nhân dân, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, đại úy công an nhân dân, cán bộ công an xã Ea Cà Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ea Cà Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác. Hẹn nhau ăn nhậu rồi xảy ra xô xát dẫn đến tử vong. Hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 6 trên đường 30 tháng 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc đã bị bắt giữ. Trước đó, Trần Văn Thuận cùng với Võ Văn Quý ăn nhậu với nhau. Sau đó, mâu thuẫn xảy ra dẫn đến xô xát khiến Quý tử vong. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt hung thủ.
Biết không thể trốn thoát, Thuận đã đến công an phường Dương Đông đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc bằng hình thức chuyển số lô số đề tại thị xã Cửa Lò do 3 đối tượng cùng trú tại thị xã Cửa Lò cầm đầu gồm Hoàng Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Sơn và Lê Xuân Hạnh. Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi và xảo quyệt. Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan đã bắt giữ 10 đối tượng cùng trú tại thị xã Cửa Lò về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, thu giữ 15 điện thoại di động, nhiều sổ ghi lô đề và các tang vật khác có liên quan. Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề từ tháng 2 năm 2023 đến khi bị bắt là hơn 20 tỷ đồng. Riêng ngày bị bắt giữ, các đối tượng đã sử dụng tổng số tiền hơn 600 triệu đồng để đánh bạc. Thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phá chuyên án, bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp. Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6, tổ công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên phát hiện hai đối tượng nam giới có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trong bao tải để sau xe máy của hai đối tượng có 20 gói lớn, bên trong chứa 120.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Vàng A Nính sinh năm 1990 và Vàng A Anh sinh năm 1994 cùng trú tại bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cả hai được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên vào địa bàn tỉnh Điện Biên để tiêu thụ với tiền công là 20 triệu đồng. Hiện công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiên, sinh năm 1996, trú tại khu phố Minh Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cụ thể, vào ngày 3 tháng 4, tại một cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, qua kiểm tra, Công an thị trấn Phan Rí Cửa phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Văn Thiên đang tàng trữ một khẩu súng và 6 viên đạn. Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đã mua khẩu súng này của một người không rõ lai lịch qua Facebook với giá 5 triệu đồng. Công an thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Được biết, đối tượng Thiên đã có một tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật. Chặn đường, ném gạch đá làm hỏng xe cấp cứu, Hà Quang Danh 25 tuổi trú tại phường 9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo kết quả điều tra, vào chiều ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện Thiên Ân thành phố Trà Vinh. Khi đến phường 7 thành phố Trà Vinh, thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên. Sau đó nhóm người này chạy theo chặn xe, dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi bỏ chạy. Nhận tin báo, công an thành phố Trà Vinh vào cuộc điều tra và triệu tập Hà Quang Danh, Nguyễn Thị Mỹ Chi và Huỳnh Thúy Nhi đều trú tại tỉnh Trà Vinh lên làm việc. Tại cơ quan công an, Danh đã thừa nhận hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đối với Chi và Nhi, cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành khởi tố và ra lệnh tạm giam đối tượng Trịnh Phú Quốc, 46 tuổi, trú tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc về hành vi trộm cắp tài sản. Quốc đã có tới 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù thì lại tiếp tục tái phạm. Theo kết quả điều tra, vào sáng ngày 13 tháng 5, Quốc đi ngang nhà một cụ già tại ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất thì thấy người này đang ngủ nhưng không khóa cửa. Quốc lẻn vào, lấy trộm một điện thoại di động và một sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ rồi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa thì nạn nhân phát hiện mất tài sản, truy hô người dân đuổi theo bắt được Quốc cùng tang vật giao cho cơ quan công an xử lý. Còn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản mà nguyên nhân là do sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản. Cụ thể, nhiều người còn chủ quan khi để xe máy ven đường trước cửa nhà, không có người trông giữ, cũng không khóa cổ xe, thậm chí chìa khóa còn để trên xe, tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng gây án. Anh Võ Minh Tâm, trú tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, vừa bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy trị giá hơn 10 triệu đồng. Trước khi bị kẻ gian lấy đi, anh Tâm để xe ngay cạnh tiệm tạp hóa của gia đình. Bình thường thì là không có để chìa khóa như vậy. Tại vì cái vỡ nó là cũng sơ về bỏ chiếc xe, đối tượng nó đi tới đi lui sao nó để ý.
Rất may ngay sau đó, anh Tâm đi tìm, phát hiện kẻ trộm nên chi hô, cùng người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an. Thủ phạm là Lê Văn Nhỏ, sinh năm 1984, trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Còn đây là hiện trường vụ trộm xe máy xảy ra tại ấp Rồng Tân, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông. Ngày 8 tháng 4, bà Lưu Thị Chỉ, trú tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, cùng chồng đến chùa Hưng Phước để xe trong khuôn viên của chùa rồi vào trong khám bệnh, bốc thuốc. Khi trở ra, bà Chỉ phát hiện mất xe. Hồi đó giờ đi đâu cũng bỏ vô đây cũng đâu có mất mát gì đâu. Vì mình nghĩ ở quê mà với hai vô tới đây cũng an toàn. Đâu có nghĩ đâu. Qua điều tra xác minh, công an huyện Gò Công Đông phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Của, sinh năm 1995, trú tại huyện Gò Công Đông. Tại cơ quan điều tra, Của khai nhận bản thân không nghề nghiệp và nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đến chùa Hưng Phước tìm tài sản sơ hở để trộm, thấy xe mô tô của bà Chỉ còn cắm chìa khóa trên xe nên lấy trộm đem bán. Ngoài ra, Của còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Thời gian qua, lực lượng công an các cấp tại tỉnh Tiền Giang đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, tuần tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm này, trước hết, người dân cần đề cao cảnh giác, có ý thức bảo vệ tài sản của mình.